không giữ được nhân sự do sai luồng khí trong công ty. Thì hôm nay Quảng Tầm lại chia sẻ cho anh chị em một cái trường hợp mà Quảng Tầm đã xử lý. Thì có cái công ty là văn phòng ở Võ Thị Sáu, quận 3. Thì anh chủ doanh nghiệp là anh muốn dời cái văn phòng của công ty mình về cái khu đô thị mới Sa La ở quận 2. Là với cái suy nghĩ là khi mà mình dời về quận 2 thì sẽ nâng tầm cái vị thế của công ty lên. Tuy nhiên có một cái trường hợp nó đang xảy ra, đó là cái nhân sự cũ thì dần rời bỏ công ty, và cái nhân sự mới thì chỉ vào làm được gọi là 1 hoặc 2 tháng là đã rời bỏ và không có làm việc tiếp tục. Thì anh chủ doanh nghiệp anh mới đặt ra một vấn đề là tại sao có thể là xa trung tâm thành phố hoặc là mức lương không cao. Tuy nhiên khi mà nhìn lại cái mặt bằng chung thì là cái mức lương của công ty rất là tốt, và đặc biệt khi mà dời về cái khu Sa La quận 2 là một cái khu rất là hoành tráng của cái Hồ Chí Minh. Thì anh chủ mới là tìm đến Quảng Tầm và để xem thử có vấn đề gì hay không mà tại sao lại không giữ được cái nhân sự này. Thì khi mà Quảng Tầm đến với lại cái văn phòng, đến với công ty của anh, thì lập tức Quảng Tầm đã nhận ra một cái vấn đề rất là quan trọng mà không cần phải đo đạc, không cần phải hướng, không cần phải lo đến mình chủ. Đó chính là về cái vấn đề không khí, cái luồng khí ở trong công ty của anh. Trong phong thủy nó có một cái thuật ngữ gọi là tàn phong tụ khí. Đây là vấn đề rất là quan trọng. Nếu như mà khí tụ thì mình phải làm sao cho nó được thông thoáng, nó được hữu tình. Và nếu như mà trong công ty mà nếu như cái luồng khí mà nó bị tán ra thì chúng ta phải làm sao để cho luồng khí nó tụ lại. Thì đối với văn phòng của anh là khi mà Quảng Tổng bước vào văn phòng là Quảng Tổng tức nhận ra đó chính là cái không khí nó không được có lưu thông. Khi bước vào lập tức là cái luồng khí nó bị đặc quánh, nó bị thiếu oxy. Lý do là tại sao? Lý do là tại vì khi mà nhân sự làm việc là họ chỉ mở máy lạnh, sáng sớm vào là họ đóng hết cửa sổ và đóng luôn cả cửa chính và họ mở máy lạnh. Thì như vậy là cả nhiều cái nhân sự ngồi trong một văn phòng thì cái lượng oxy nó ngày càng ít đi và lượng CO2 thì nó nhiều lên. Chính vì điều đó mà cái không khí trong cái văn phòng nó không có được lưu thông, nó bị bế khí. Thì Quảng Tầm mới hỗ trợ, mới tư vấn cho anh là ngay lập tức là mình mở cửa sổ ra. Mở cửa sổ ra để làm gì? Để cho cái không khí nó được thông thoáng. Từ sáng sớm cho tới khoảng chừng 9 tới 10 giờ sáng thôi thì trời nóng, thì lúc đó thì có thể chúng ta đóng cửa sổ lại và mở máy lạnh. Và thêm nữa là chúng ta có thể là mở một cái thông gió nhỏ ở trên cửa kính. Thì tuy nhiên đối với cái trường hợp cái văn phòng của anh thì do trong cái khu đô thị Sa La cho nên cái vấn đề mà sửa chữa hoặc là giải pháp tình thế thì nó không có được thuận lợi. Cho nên thì Quảng Tổng khuyên anh là chúng ta có thể là dời cái văn phòng đi ở một cái địa điểm khác. Thì sau 2 đến 3 tháng thì anh chủ doanh nghiệp anh đã dời văn phòng về bên khu Thảo Điền của quận 2, cũng là một cái khu rất là hoành tráng của Hồ Chí Minh. Thì sau một thời gian thì hiện tại là cái nhân sự của anh đã ổn định lại và công ty đã bắt đầu là phát triển. Thì như vậy là anh chị em mà có cái thắc mắc cần hỗ trợ về cái bế khí của công ty thì anh chị em có thể comment thì Quảng Tầm sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em hữu duyên.